Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và các bạn thân mến, giống như đề ngày hôm nay chị đã đăng tải ở trên fanpage, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu một chiến dịch mới, đó là chiến dịch thức khuya học bài cùng chị Hiên. Với một cái mục tiêu mà chị đã đề ra ở đây, đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập một bài văn phân tích đầy đủ ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng với nhau làm về một cái trích đoạn văn xuôi, được không ạ? Vậy nên nếu như bây giờ các bạn đã có mặt ở đây thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé. Và hãy nhớ rằng là những bạn nào tham gia trong buổi phát ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được tài liệu sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc. Vậy nên các bạn đừng quên cáp lại màn hình để chứng tỏ một điều rằng là các em có đang tham gia trong phần phát này. Và một lát nữa thì sau khi mà chị Hiên đã chữa xong thì các bạn có thể chủ động nhận, được không ạ? Các bạn có thể chủ động nhận tài liệu chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Rồi, xin chào Trần Lâm, xin chào Xuân Trường, xin chào Doãn Tuyền, xin chào Hoàng Ân, xin chào Thuận, xin chào Hương Thảo, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, nào, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa? Có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhá. Rồi, xin chào Thành Trương, em chào chị mà chả thấy chị chào lại. Ok, nhất trí, xin chào Hồng Hạnh, xin chào các bạn. Rồi các bạn ơi, có lẽ là bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Rồi, chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt ở đây cùng với chị Hiên chưa ạ? Đừng quên là thả tim, thả like thật nhiều cho chị Hiên trong ngày hôm nay nhá. Rồi, xin chào Thắng, xin chào Gia Huy, xin chào Ái Mỹ, xin chào tất cả các bạn. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau có được một cái bài viết thật là ấn tượng đối với một cái đề bài về sông Đà mà ngay bây giờ chị đã có ở đây các bạn nhé. Xin chào Hồng Thắm, xin chào Nhung, xin chào Hoàng My, xin chào các em. Rồi, hôm nay đông quá, các đối thủ đông quá. Rồi, xin chào Hà, xin chào Thảo Vân, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, like xong là có tài liệu đúng không ạ? Đúng rồi. Như đã nói thì chúng mình sẽ có một cái phần chia sẻ về một cái bài viết đối với một cái dạng đề rất là sát với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Được không ạ? Like này chị có ẩn không? Chủ động chia sẻ về trang cá nhân đi nha. Nào, bây giờ chị Hiên sẽ hỏi chúng mình. Đó là các em đã sẵn sàng để chúng ta cùng chữa đề đầu tiên trong ngày hôm nay chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta chữa đề đầu tiên chưa nào? Một tuần cô phát trực tiếp mấy lần vậy ạ? Trong tuần này thì buổi tối nào chị cũng sẽ phát trực tiếp em nhé. Và tập trung vào việc là chúng mình sẽ cùng với nhau chữa những cái đề nghị luận văn học sát nhất với cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia nha. Ok, nếu như các bạn đều đã sẵn sàng, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đề bài ngày hôm nay nhé. Đề bài ngày hôm nay chị Hiên lựa chọn, đó chính là đề bài lấy một cái trích đoạn trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Ở đây chúng ta sẽ có đề bài như sau. Trích đoạn như sau ạ. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng ở bờ bên này ném nhẹ hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Ngồi trong khoang đò, qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Lại như quãng mặt gành hát lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt, được không ạ? Bất cứ người lái đò nào tóm được đi ngang qua đấy. Lại như quãng tà Mường Vát phía dưới Sơn La, trên sông bỗng có những cái hút nước giống như chiếc giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Và chúng ta thấy rằng là đây, đến cái đoạn này đó là bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau thì thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là đây là một cái phân đoạn được trích từ được trích từ Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và nếu như chúng ta để ý thì ngay sau khi đọc cái đề bài này là các bạn sẽ phải chú ý đến câu lệnh. Và câu lệnh của chúng mình đó là phân tích hình tượng sông Đà trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Vậy là chúng ta sẽ có được thứ nhất, đó chính là cái yêu cầu chính. Yêu cầu chính của chúng ta là gì? Là phân tích hình tượng sông Đà. Và nếu như các bạn đã gọi là nắm vững kiến thức nền rồi thì ngay lập tức các bạn sẽ phát hiện ra đó là ở đây là hình tượng dòng sông Đà với vẻ đẹp hùng vĩ, hung bạo, được thể hiện qua các phân đoạn nói về. Thứ nhất là gì nhỉ các bạn nhỉ? Thứ nhất đó chính là đá bờ sông dựng vách thành, đúng không? Và thứ hai là gì nhỉ? Thứ hai đó chính là mặt gành hát lóng. Chúng ta phải nhớ kiến thức nền, không nhớ kiến thức nền chúng ta không làm được đâu nhá. Đá bờ sông, mặt gành hát lóng. Và thứ ba là gì nhỉ các bạn nhỉ? Thứ ba là gì nào? Đó chính là gì ạ? Quãng tà mường vát. Đó, các bạn hãy chú ý giúp cho chị Hiên nha. Đây sẽ là cái phần yêu cầu chính mà chúng ta cần phải làm. Và đây cũng chính là cái lượng kiến thức mà các bạn cần phải quay ngược trở lại với những cái kiến thức được trao đổi về Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân để làm được cái phần này. Ok chưa nào? Sau đấy thì chúng ta sẽ phải đi giải quyết một cái yêu cầu phụ. Và chị thấy nhá, đây là một cái yêu cầu nâng cao mà rất là thường xuyên xuất hiện ở trong đề thi nếu như hỏi về Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Không biết các bạn có hay gặp cái đề này không? Đó là chúng ta nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Đây là một cái dạng yêu cầu phụ rất thường gặp ạ. Được không nào? Nhá, đây là một dạng yêu cầu phụ rất là thường gặp. Vậy nên là chị nghĩ rằng nếu như các bạn theo dõi hết buổi ngày hôm nay là bên cạnh việc chúng ta biết cách làm bài văn này thì các em sẽ còn được gì ạ? Các bạn sẽ còn biết giải quyết thêm một cái yêu cầu phụ cực kỳ thường gặp nữa. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiến hành nhá. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiến hành nhá các bạn ơi. Hiện tại thì chị Hiên cũng đang tuyển sinh cho khóa học 10 ngày, cái khóa học cuối cùng dành cho các bạn học sinh 2K5 với mục tiêu 8+, 9+ đấy. Những bạn nào mà muốn ôn trong giai đoạn cuối, muốn có được một cái bước nước rút thật là ngoạn mục thì nhất định phải tìm hiểu và đăng ký khóa học cực kỳ đặc biệt này nhá. Rồi bây giờ quay trở lại đây chúng ta sẽ có phần mở bài. Được không ạ? Đối với Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì phải nói thật một điều là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta viết mở bài. Được không ạ? Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ. Giống như cuộc đời của mỗi con người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo. Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau. Nếu như Văn Cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông Lô Hùng Tráng, nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nếu Hoài Vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông Vàm Cỏ tha thiết trở phù sa, thì Nguyễn Tuân lại song hành cùng sông Đà đi vào trái tim của bạn đọc qua tùy bút Người lái đò sông Đà và để lại ấn tượng với bạn đọc là trích đoạn này. Đấy, ví dụ là một cách đi từ đề tài. Hoặc nếu không, các bạn có thể sử dụng một cái mở bài mà chị đưa ra ngay sau đây. Đó chính là đây là cách mở bài đi từ thông tin của tác giả chúng mình nhá. Được không ạ? Ngọc Minh ơi, em nhắn tin về nhá. Các anh chị sẽ tư vấn cho em khóa học này. Nhất định phải tìm hiểu khóa học 10 ngày 2K50. Nếu các em không tìm hiểu sau này, nếu biết đến nó rồi thì chắc chắn các bạn sẽ rất tiếc nha. Hiện tại vẫn đang còn ưu đãi về học phí và được tặng 12 cuốn kiến thức nền đấy ạ. Đây, bây giờ chúng ta có này. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Cả cuộc đời cầm bút, qua những trang viết tài hoa của mình, Nguyễn Tuân trước sau vẫn là người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, nâng niu và trân trọng cái đẹp. Đó là vẻ đẹp của những văn hóa truyền thống dân tộc và cảnh sắc thiên nhiên đất nước ở những miền đất nơi ông đã đi qua. Những cái ý đầu tiên này là những cái ý mà chị khai triển về một trong những cái gọi là điều riêng biệt của Nguyễn Tuân. Cứ nhắc tới Nguyễn Tuân, chúng ta sẽ nhắc tới những cụm từ như là tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc, chủ nghĩa xê dịch. Và đặc biệt có một cái cụm từ mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Đó là gì các bạn nhỉ? Đó chính là gì? Đó là gì nào các bạn? Đó chính là cái đẹp. Bởi vì cả cuộc đời người nghệ sĩ này là một cái hành trình đi săn tìm cái đẹp, các bạn nhé. Được không ạ? Đây, chúng mình sẽ cùng xem là cái đẹp mà Nguyễn Tuân thể hiện ở trong những trang viết của mình trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ này là gì nha. Ở đây chúng ta có này. Trước cách mạng, vì bất hòa với thực tại, ông đã quay về để tìm kiếm vẻ đẹp của một thời vang bóng, như những bông hoa lạc lõng cuối mùa còn vương sót lại. Thế nhưng sau cách mạng, Nguyễn Tuân mở rộng tầm mắt của mình, thấy được sự gắn bó của quá khứ và hiện tại. Ông đi săn tìm cái đẹp của hiện tại. Sự tài hoa nghệ sĩ tìm thấy ngay cả trong những con người lao động bình dị nhất. Vậy thì các bạn có thể thấy là cái cốt ở trong cái phần mở bài này, đó là gì hả các bạn? Đó là chúng ta trọng tâm vào một cái điều cực kỳ riêng biệt của Nguyễn Tuân. Đó là một người nghệ sĩ cả cuộc đời của mình đi tìm kiếm, nâng niu và trân trọng cái đẹp, các bạn nhá. Ok chưa ạ? Điều này được thể hiện rất rõ qua tùy bút Người lái đò sông Đà và để lại ấn tượng với bạn đọc là trích đoạn nói về vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của dòng sông Đà. Đấy, trích đoạn đó ra và từ đó ta thấy được sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là cái phần dẫn này này, các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng cho bất cứ một cái đề bài nào liên quan tới những cái trích đoạn trong Người lái đò sông Đà các em nhá. Và hãy nhớ rằng cái ý tưởng then chốt mà chị Hiên đã dùng đó chính là viết về cái đẹp. Được không ạ? Tức là chúng ta lấy trọng tâm là cái đẹp. Đây là cái nội dung chính, là cái sườn chính mà chúng ta bám vào thể hiện. Ok chưa ạ? Đây là một cái cách viết chị nghĩ là rất là thực tế, không quá bay bổng. Thế nhưng mà chúng ta lại truyền tải được rất nhiều cái sự hiểu biết của các bạn về nhà văn Nguyễn Tuân. Và cũng có những cái phần dẫn dắt, những cái cách dùng từ ngữ cũng hết sức là độc đáo. Đấy, thế nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nha. Đây sẽ là, đây ạ. Đây sẽ là gì ạ? Đây sẽ là cái phần mở bài cho chúng mình nha. Và nhớ là ở trong phần mở bài là chúng ta phải vừa nêu ra cả yêu cầu chính và cả yêu cầu nâng cao nữa các bạn nhá. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay có gần 500 bạn đang học cùng với chị. Và chắc chắn trong thời gian tới thì số lượng các bạn học cùng với chị sẽ còn tăng lên rất là nhiều. Vậy nên nếu như chúng mình đã theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên rồi thì cũng đừng bỏ qua những cái phần phát trực tiếp rất là cận kề ngày thi như thế này. Và cũng đừng quên là chia sẻ về trang cá nhân để lỡ như có bị ẩn đi thì chúng mình vẫn có thể xem lại nhá. Ok chưa ạ? Và nhớ là sau buổi phát trực tiếp ngày hôm nay á, nhất định là phải tìm hiểu về khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Không tìm hiểu chắc chắn sẽ cực kỳ tiếc. Đã biết đến rồi thì phải tìm hiểu nhá. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết thân bài. Thế thì các bạn đều biết rằng là cái cấu trúc của thân bài chúng ta sẽ bao gồm các luận điểm. Luận điểm 1 đó là luận điểm về tác giả tác phẩm. Được không ạ? Luận điểm 1 là về tác giả tác phẩm. Luận điểm 2 sẽ là phân tích cái trích đoạn đó. Luận điểm 3, chúng ta sẽ có thể là khái quát đặc sắc nội dung nghệ thuật. Hoặc là chúng ta có thể là viết luận điểm 3 là giải quyết yêu cầu nâng cao trước. Sau đó đến luận điểm 4 thì chúng ta mới khái quát nội dung nghệ thuật. Theo cách nào cũng được nhé. Có nghĩa là trong cái bố cục cấu trúc của bài phân tích ạ, thì cái luận điểm 3 và luận điểm 4 các bạn hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Đó, thế nên là các bạn sẽ chú ý nhá. Các em hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí cho nhau chúng mình nhá. Đấy, thế thì bây giờ các bạn sẽ chú ý đây này. Chúng ta sẽ cùng viết luận điểm 1 trước. Hãy nhớ này, có rất nhiều bạn hỏi chị Hiên một điều rằng là chị ơi, bây giờ á, mà em đã mở đầu cái phần bài viết của mình bằng những thông tin về tác giả rồi, thế thì ở trong cái phần luận điểm tác giả tác phẩm này em có cần phải tiếp tục nói về tác giả không? Thì chị nghĩ là em vẫn nên nói một chút về tác giả, bởi vì em có rất nhiều thứ để em nói mà. Đâu phải là em ở trong phần mở bài em trình bày được tất cả mọi cái ý đó đâu, đúng không ạ? Đâu phải là trong phần mở bài này em trình bày được tất cả những cái ý như vậy đâu. Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là các bạn nên lựa chọn những cái cách mở bài mà chúng ta có thể phát huy được cái khả năng sáng tạo của mình. Ví dụ đi từ đề tài, đi từ nhận định, hoặc là từ những cái phần dẫn dắt của các bạn, để các bạn có nhiều cái đất viết hơn cho phần tác giả ở đây. Thì ở đây chị có viết về Nguyễn Tuân như sau. Đó chính là có quá nhiều điều để độc giả ghi nhớ về Nguyễn Tuân. Đó, xong dùng một cái mệnh đề này. Một chặng đường tuổi trẻ ngông nghênh và kiêu bạc mà ông đã từng đi qua với việc bị đuổi học và tham gia cuộc bãi khóa phản đối giáo viên Pháp nói xấu người Việt. Sau đó vì ham mê xê dịch, ông vượt biên sang Thái Lan trái phép và lại bị bắt một lần nữa. Ông đã đi dọc chiều dài đất nước để tìm kiếm cái đẹp, tìm kiếm những điều mới mẻ. Tất cả những nơi từng in dấu chân của Nguyễn Tuân đều trở thành nguồn cảm hứng trong những trang văn của ông. Và đối với người nghệ sĩ này, đẹp là chức năng hàng đầu, mang cái đẹp là sứ mệnh thiêng liêng của văn chương. Sinh thời, Nguyễn Tuân đã luôn trăn trở về cái đẹp trong suốt cuộc đời cầm bút của mình. Và Người lái đò sông Đà là thiên tùy bút được Nguyễn Tuân lấy cảm hứng sáng tác trong chuyến đi thực tế lên Tây Bắc trong thời kỳ chống Pháp. Đặc biệt là chuyến đi vào năm 1958. Đến mảnh đất Tây Bắc để tìm kiếm vẻ đẹp thiên nhiên, và đặc biệt là vẻ đẹp trong chính con người lao động ở đây. Là một trong số 15 bài tùy bút được in trong tập Sông Đà, tác phẩm được viết trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nguyễn Tuân đã đến nhiều vùng đất khác nhau, sống với bộ đội, công nhân và đồng bào các dân tộc. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo. Trích đoạn trên, tức là có phải có cả ý để chúng ta làm về đoạn trích các bạn nhé. Ok chưa ạ? Nhớ là chúng ta sẽ có là tác giả, tác phẩm và một cái ý nữa. Đó là chúng ta sẽ gì ạ? Phải có thêm một cái ý nữa để chúng ta làm gì? Để chúng ta có thể xác định được về cái vị trí đoạn trích ở đây. Đó, trích đoạn trên nằm ở phần đầu của bài tùy bút và vẽ ra trước mắt bạn đọc khung cảnh sông Đà hùng vĩ, hung bạo, được thể hiện qua hình ảnh đá bờ sông dựng vách thành, mặt gành hát lóng và quãng tà mường vát. Đơn giản thế thôi nhá. Sau đó thì chúng mình sẽ đến với cái phần này là cái phần trọng tâm nhất đây này. Là cái phần khó nhất đây này, chính là phần phân tích. Các em ơi, những ý trên các bạn có nắm được không ạ? Các bạn ơi, những ý trên các em có nắm được không? Nào, những ý trên các bạn có nắm được không ạ? Những ý trên các bạn có nắm được không nào? Hai, tức là mở bài và luận điểm số 1 là các em đã thông suốt rồi đúng không? Đấy, chị đã hướng dẫn rất là chi tiết nhá. Và có mẫu luôn cho các bạn để các bạn sẽ chú ý nhá. Quan trọng nhất khi học là chị nghĩ là cần phải hiểu. Được không ạ? Không hiểu thì sẽ tự nhiên làm cho cái thời gian nó dài ra rất là nhiều. Trước tiên là phải hiểu cái đã. Ok, ở đây thì chị cũng đã thấy là các bạn đã xác nhận về việc là các bạn đã hiểu được cái nội dung mà chị muốn trao đổi ở đây rồi. Ok, nhất trí, rất cảm ơn chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục này. Chị ơi, không cần đâu em ạ, không cần nhá, Trang nhá, thực tế là không cần. Nhưng mà chúng mình sẽ viết một chút về cái con sông này. Và em hãy nhớ là khi mà khái quát về hình tượng, tức là giới thiệu chung về hình tượng ấy, thì mình sẽ có một cái câu thơ của Nguyễn Quang Bích xuất hiện trong lời đề từ là trúng thủy giai đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Thì đấy là cái câu nói về cái đặc điểm riêng biệt của con sông Đà nhá. Ok chưa ạ? Đấy là cái câu nói về đặc điểm riêng biệt của con sông Đà thì em cần phải đưa vào. Bởi vì em phải hiểu rằng là chính cái sự độc, đó là cái sự độc đáo. Mà như thế nào ạ? Đó là cái sự độc đáo mà phù hợp với cái độc đáo của Nguyễn Tuân. Vậy nên người ta mới nói ra là gì ạ? Nguyễn Tuân và sông Đà, độc đáo, tìm độc đáo. Ok không? Nhá. Thì cái này chị sẽ làm rõ hơn với các bạn khi giảng lại về kiến thức nền trong khóa học 10 ngày. Hãy đăng ký ngay khóa học này, ngay và luôn đi, vẫn đang còn ưu đãi đấy, để ôn tập lại toàn bộ kiến thức nền, yêu lại kiến thức nền từ đầu, học lại phương pháp từ đầu, để chúng mình có thể bứt phá 8 cộng và 9 cộng trong giai đoạn cuối nha. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có này. Bây giờ chúng ta phân tích trích đoạn. Thì phân tích trích đoạn là chúng ta sẽ cần phải có cái ý đầu tiên, chúng ta hiểu rằng là đề bài của chúng ta ở đây thực tế á, cái trích đoạn này là đang nói về hình tượng sông Đà, đúng không? Mà nếu như đề bài đã là phân tích một cái hình tượng thì các bạn đều biết là gì ạ? À, các bạn đều biết đó chính là gì? À, các bạn đều biết đó chính là chúng ta sẽ phải khái quát, hay nói cách khác là giới thiệu chung về hình tượng đó, phải không ạ? Giới thiệu chung. Sau đấy chúng ta mới đi phân tích ở đây là cái vẻ đẹp của hình tượng, đúng không? Vẻ đẹp hình tượng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên nhá. Đó chính là cái phần khái quát và giới thiệu chung về hình tượng này. Đây sẽ là cái ý đầu tiên của chúng mình. Ok chưa ạ? Thì ở trong cái phần khái quát và giới thiệu chung này, các bạn có thể làm ngắn gọn hơn. Ở đây là chị đang cung cấp cho các bạn một cái cách rất là đầy đủ cho chúng mình nhá. Chị đang cung cấp cho các bạn một cách rất đầy đủ. Thế nên là các bạn có thể viết ngắn gọn hơn tùy theo, có thể tận dụng linh hoạt cái lượng ngữ liệu mà ngày hôm nay chị đưa cho các bạn nhá. Ví dụ như thế này. Tôi vẫn còn nhớ tác giả Quang Lâm từng viết trong thi phẩm mang tựa đề Nhớ Sông Đà. Đẹp ngàn đời biển trời sông bát ngát, cá dầm xanh anh Vũ nhảy theo mùa. Khi mùa lũ thác xeo gầm dữ dội, thu chớm lạnh sóng nước lặng lờ trôi. Các bạn ơi, nhiều bạn cứ hỏi chị là chị ơi, mình có thể liên hệ mở rộng như thế nào? Thế thì chị mới bảo là về cơ bản là liên hệ mở rộng ấy, các em cần phải hiểu lý do tại sao chúng ta lại cần phải thực hiện cái thao tác so sánh văn học. Tại sao chúng ta nên thực hiện thao tác so sánh văn học trong phần bài viết của mình. Các em phải hiểu được bản chất của điều đó đã. Sau khi các em hiểu cái đó rồi nhá, sau khi các bạn hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới đến cái bước là chúng ta sẽ học cách liên hệ mở rộng, hay nói cách khác là so sánh văn học như thế nào. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác so sánh văn học thứ nhất để làm tôn vinh được cái nội dung chúng ta đang muốn nói tới. Bởi vì bây giờ lấy một cái ví dụ là một người thấp và một người cao. Bây giờ một người cao 1m50 mà đứng một mình thì mình cũng không biết được rằng là họ thấp, đúng không? Thế nhưng bây giờ đặt cạnh một cái người cao khoảng 1m9 đi, thì các em sẽ thấy ngay là gì? À, mình sẽ thấy ngay là ô đúng, người này thấp thật, hay người kia cao thật. Đấy, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta làm cái thao tác so sánh văn học để thứ nhất là chúng ta khẳng định và làm rõ ràng hơn cho cái nội dung chúng ta đang muốn thể hiện. Và cái thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ thể hiện được cái hiểu biết phong phú và làm cho cái bài viết của chúng ta có những cái nét riêng và đặc sắc hơn. Ok chưa ạ? Đấy thì các bạn sẽ chú ý nhá. Và so sánh văn học thì chúng ta có thể thực hiện ở khắp mọi trong bài viết của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta làm như thế nào, được không ạ? Điều quan trọng là chúng ta đặt để nó như thế nào và cách chúng ta liên hệ mở rộng như thế nào thôi. Thế nên chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Thì ở đây ví dụ, chị mở đầu cái phần bài viết sử dụng dẫn dắt ở đây, đó chính là một cái lời thơ của tác giả Quang Lâm nhé. Sau đó bắt đầu viết ạ. Hình ảnh con sông Đà vẫn luôn như vậy, sống động trong những trang văn trang thơ. Nguyễn Tuân cũng giống như tác giả Quang Lâm. Ông đã tìm đến với dòng chảy này bằng cảm hứng ngợi ca yêu mến vẻ đẹp thiên nhiên đất nước. Bằng tình yêu lớn lao ấy, Nguyễn Tuân đã tìm về với gốc rễ cội nguồn của con sông. Và qua những trang văn của người nghệ sĩ tài hoa này, chúng ta được biết dòng sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên. Khi đi qua một vùng núi ác đến nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã Ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Có thể thấy rằng không phải là một nhà địa lý học, nhưng tất cả những kiến thức Nguyễn Tuân đem đến cho ta qua những trang văn đều là những kiến thức bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao. Nguyễn Tuân bây giờ không coi sông Đà là một sinh thể vô tri nữa. Đối với ông, đây là một nhân vật, một con người, một tâm hồn mà ông khao khát được khám phá Và tuyệt nhiên dòng sông này thật phù hợp với nhà văn của núi cao vực sâu thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ. Không dừng lại ở đó, ông còn có một phát hiện vô cùng thú vị về đặc điểm riêng của dòng sông Đà qua lời thơ của tác giả Nguyễn Quang Bích. Đấy, thế nên chị mới bảo là các bạn phải chú ý một chút tới cái lời đề từ nhá. Các bạn phải chú ý một chút tới cái lời đề từ, bởi vì cái lời đề từ là thể hiện một cái đặc điểm riêng của dòng sông Đà. Ở trong Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì các bạn cũng sẽ thấy là ngay từ cái câu đầu tiên, câu văn đầu tiên, đó chính là cái câu văn mà thể hiện cho cái đặc điểm riêng biệt của dòng sông Hương. Thì hôm nào chữa về sông Hương thì chị sẽ nói cụ thể hơn cho cái đó nhé. Thì các bạn sẽ chú ý là như vậy. Và đây, chúng ta nhận xét này. Sự độc đáo, mọi dòng sông đều đổ theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà chảy theo hướng bắc. Và sự độc đáo ấy của dòng sông cực kỳ phù hợp với tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân, giống như giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã từng nhận định về người nghệ sĩ này. Nguyễn Tuân lo nhất là mất đi cá tính, là giống người khác. Ông ao ước khi chết đi được theo mình nguyên cảo, chứ không để lại một bản sao nào ở đời. Và như chị nói thì nếu mà các bạn có thể dùng cái phần dẫn dắt khác thì em có thể nói rằng là Nguyễn Tuân và sông Đà độc đáo tìm độc đáo. Ví dụ là như vậy nhá. Ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý. Thì đấy là cái phần này. Chị nói này, phần này các em hoàn toàn có thể chủ động làm ngắn gọn lại nhá. Đây là một cái phần gợi ý đầy đủ. Chị rất là hy vọng là các bạn sẽ có thể làm ngắn gọn lại và phát triển thêm những cái nội dung khác nữa. Ok chưa nào? Ok chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần phân tích trích đoạn. Như chị đã nói thì trích đoạn này là trình bày về vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của con sông Đà qua các cái phương diện. Đó là gì các em nhỉ? Đó chính là qua gì đây nào? Qua phương diện nào? Thứ nhất là đá bờ sông dựng vách thành. Thứ hai là mặt gành hát lóng. Và thứ ba là quãng tà mường vát chúng mình nhá. Thế thì về cơ bản ấy, nếu như mà khi chúng ta thiết lập bất cứ một cái phần kiến thức nền nào về sông Đà thì chị cũng thường nói với các bạn là các bạn nên thiết lập một cái bảng. Trước tiên là ý. Ví dụ như là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của con sông Đà được thể hiện qua đầu tiên, đó chính là đá bờ sông. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ phải có dẫn chứng. Các em ơi, các bạn nhớ cắt lại màn hình để một lát nữa sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc thì các em có thể chủ động nhắn tin về để xin file tài liệu ngày hôm nay nha. Và sẽ tặng cho khoảng 200 bạn trong ngày hôm nay thôi nhá. Sẽ chỉ tặng cho khoảng 200 bạn trong ngày hôm nay thôi, nên là bây giờ các bạn sẽ cáp luôn vào đi. Ok chưa ạ? Ôi, chị nói như vậy không phải là ngay lập tức đi xin file đâu nhá. Giờ mà đi xin file, tức là sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc thì mới được ghi nhận. Kể cả các em bây giờ có ra sớm hơn thì chúng mình cũng không nhận được file đâu. Nên là cứ bình tĩnh ở đây và cáp lại màn hình, sau theo dõi đến khi nào kết thúc một cái là ra nhắn tin thì lúc đấy mới được tặng file này nha. Chứ bây giờ tặng file là cũng bây giờ như gửi thì cũng không có ai tặng cả đâu nhá. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có là dẫn chứng. Và bên này một cái phần quan trọng hơn, đó chính là phần bình luận các bạn ạ. Nếu như các bạn đã thiết lập được cái phần nội dung như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ làm phần phân tích này rất là ổn áp luôn chúng mình ạ. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem nhá. Chúng mình sẽ cùng xem này. Bắt đầu phân tích này. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 3 đối tượng để phân tích. Thì tôi sẽ viết thành 3 đoạn. Được chưa ạ? Đây, đoạn đầu tiên. Thứ nhất. Thứ nhất này. Ok ạ. Đoạn đầu tiên của chúng ta như sau này. Từ trích đoạn trên, sự hùng có thể thấy, sự hùng vĩ hung bạo của con sông Đà được thể hiện trước tiên ở đá bờ sông. Đấy, rõ ràng chưa? Thế là cô giáo nhìn vào cái là thấy là ok, trình tự rất ổn, cho điểm thôi. Đúng không ạ? Đá bờ sông. Từng ý một làm rõ ràng ra. Đừng có vội vàng nhá, không nên vội vàng. Đây ạ. Với hình ảnh này, Nguyễn Tuân không chỉ giúp người đọc có được những hình dung chân thực nhất về sự hùng vĩ của đá ven bờ sông nơi đây, mà còn khiến người đọc có được những cảm giác chân thực nhất. Tưởng như hành trình bằng ngôn ngữ ấy đã khiến bạn đọc được trực tiếp tới sông Đà và cảm nhận về khung cảnh. Được không ạ? Bắt đầu này, phân tích nhá. Phần này là phần dẫn vào. Ok chưa ạ? Bây giờ bắt đầu phân tích này. Chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng. Ví dụ như ở trong cái đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ có gì ạ? Ví dụ như đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ có dẫn chứng về gì? Chúng ta sẽ có dẫn chứng về đá bờ sông, những cái cụm từ dựng vách thành. Đấy, mình sẽ phân tích cái cụm từ đấy trước, bình luận về cái cụm từ đấy trước. Ok chưa ạ? Thì bây giờ mình có nhé. Cảnh đá bờ sông được miêu tả bằng cụm từ đầu tiên: dựng vách thành. Được không ạ? Sự so sánh liên tưởng khá độc đáo. Nó giống như một trận địa được thiên nhiên bày sẵn và khiến con sông Đà hiện ngay ra trước mắt người đọc, như thành quách sừng sững, đứng án ngữ ngay trước mặt du khách khi đặt chân đến đây. Và người đọc có cảm giác đá ven sông vừa cao vừa hiểm trở. À, được không ạ? Đá ven sông vừa cao vừa hiểm trở. Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo, Nguyễn Tuân đã cho thấy sự nguy hiểm của dòng sông. Một nơi hẹp như thế mà lưu tốc của dòng nước vốn nhanh bây giờ lại xiết hơn nữa. Cứ thử tưởng tượng con thuyền nào mà kẹt vào cái khe ấy thì tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ chờ sóng nước và đá đập cho tan xác mà thôi. Ý thứ nhất. Đó, thế thì ở đây mình sẽ thấy nhá, ý dẫn chứng đầu tiên. Đây, ví dụ mình làm như thế là mình sẽ có dẫn chứng đầu tiên. Đó, ok chưa? Dựng vách thành. Xong rồi mình sẽ có một cái phần bình luận. Đó, ok chưa? Ví dụ như một cái phần bình luận đấy. Thế ví dụ bình luận thì có thể là mình sẽ chỉ gạch ý thôi, chứ mình cũng không hẳn là viết thành một cái đoạn như thế này. Nhưng các em có công nhận một điều rằng nếu như bây giờ chúng mình học kiến thức như thế này thì có phải là ngay lập tức gặp đề nào các em cũng sẽ có thể chủ động triển khai được luôn không? Thế thì chị chưa nói tới cái việc là các bạn sẽ triển khai mà chưa cần sự trợ giúp của tài liệu. Các em hoàn toàn có thể chủ động luyện đề và tận dụng tài liệu để mình khai thác những cái hay. Thế thì nếu mà được thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu về cái bộ tài liệu 12 cuốn của chị Hiên á, là chị cũng đang thiết lập theo cái hướng như vậy. Đó, thiết lập theo cái hướng như thế này để các bạn gọi là có ý xong rồi có thể là có bình luận luôn. Nhưng mà chị thì chị vẫn khuyên là tìm hiểu khóa học 10 ngày. Bởi vì là chỉ có khóa học đấy thì các em mới có thể hiểu được sâu nhất và yêu lại kiến thức nền một cách kỹ càng nhất thôi. Ok chưa ạ? Khóa học cuối cùng rồi, cơ hội cuối cùng rồi. Thông báo như thế có trân trọng hay không thì là tùy thôi nhá. Trân trọng hay không thì là tùy thôi. Được không ạ? Đấy, cũng đã có rất nhiều bạn sở hữu cái bộ tài liệu này và cũng đang mong chờ chị Hiên tới khóa học 10 ngày thì cứ bình tĩnh. Ở trong khóa đấy chị đảm bảo là chị sẽ cùng các em yêu lại kiến thức nền và sẽ tạo cho các bạn một cái sự bứt phá rất lớn nếu như các bạn thực sự quyết tâm ở giai đoạn này nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục, đấy là cái dẫn chứng đầu tiên, đến dẫn chứng thứ hai nhá. Bắt đầu này. Đây ạ. Đây ạ, vách đá cao tới mức mặt trời không thể xuyên qua. Có những quãng sông chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Dẫn chứng tiếp theo. Các em thấy không? Tất cả đều là tận dụng những cái dẫn chứng ở đâu ạ? Tất cả đều là tận dụng dẫn chứng ở trong trích đoạn. Không có cái gì là bịa ra cả. Mà tất cả đều là khai thác từ trích đoạn. Các em nhá, tất cả đều là khai thác từ trích đoạn. Thế thì ở đây mình sẽ có này. Tức là khi mặt trời giữa trưa lên cao nhất mới le lói vài tia sáng nơi quãng sông này. Và đó chính là lý do khiến cho những người đi thuyền qua sông có cảm giác lạnh lẽo và âm u dù đang là mùa hè. À, được không ạ? Vừa miêu tả hình ảnh, vừa miêu tả cảm giác. Nhà văn đã đem đến cho người đọc những trải nghiệm chân thực nhất. Nguyễn Tuân cho người đọc cảm nhận bằng trực cảm như chính mình được lái đò qua quãng sông hẹp. Với đá dựng hai bên, có vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu. Các bạn biết cái yết hầu là cái gì rồi đúng không? Cái yết hầu là một cái bộ phận nhỏ hẹp ở trong cổ của con người, đúng không ạ? Thế là chúng ta tưởng tượng giống như là cái dòng sông Đà nó giống như là nó đang há cái miệng to của một cái loài thủy quái á. Và sau khi há cái miệng to như thế, đợi con thuyền đi vào trong cái miệng đó là gặp ngay một cái yết hầu chẹt, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là câu văn đã diễn tả cho người đọc thấy được sự nhỏ hẹp của dòng chảy, gợi ra lưu tốc rất lớn, nhất là vào mùa lũ với bao nguy hiểm rình rập. Và đặc biệt là cái lạnh rợn người được so sánh. Như ta đang đứng giữa hè mà ngột ngạt bởi cái chật hẹp, tối đến bất ngờ và sâu thăm thẳm, như đứng giữa một cái ngõ mà ngóng vọng lên khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Các em thấy không? Không bỏ sót một dẫn chứng nào cả. Tất cả những dẫn chứng ở trong trích đoạn đều được đưa vào và đều được tận dụng. Đúng không ạ? Đều được đưa vào, đều được tận dụng và đều được làm rõ. Vậy nên các bạn hãy chú ý nhé. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải bám thật sát vào ngữ liệu. Một câu văn tràn dòng với những liên tưởng của liên tưởng cho thấy sự tài hoa và uyên bác trong việc sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Tuân. Cảm giác này giống như xung quanh ta đang là ánh sáng chan hòa. Đi tới quãng sông ấy đột nhiên tối sầm và lạnh. Ta đang cố ngóng lên tìm nguồn sáng thì thấy hai bên bờ đá dựng thành cao phút. Câu văn đưa những vị du khách trải qua cảm giác vừa hụt hẫng, vừa lo sợ. Cái tài của Nguyễn Tuân là chỉ bằng những dòng viết lại tạo ra được thứ cảm giác rất chân thực cho bạn đọc, đưa bạn đọc từ không gian của núi rừng về với không gian của chốn thị thành. Và để làm được điều này, có lẽ chỉ có thể là Nguyễn Tuân mà thôi. Được không ạ? Thì đấy sẽ là cái đoạn đầu tiên nhá. Bây giờ đoạn tiếp theo, mặt gành Hát Lóng này. Và đoạn thứ ba là đá dựng vách thành này. Đấy, thấy không? Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ có, các em thấy không? Cái điều quan trọng là chúng ta sẽ bóc tách những cái dẫn chứng ra. Chúng ta sẽ xem là đoạn đấy có bao nhiêu ý, mỗi ý đó tương đương với dẫn chứng như thế nào. Và từ cái việc đó là chúng ta có thể dễ dàng triển khai được, viết lần lượt từng ý như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ sót ý, phải không ạ? Chúng ta sẽ không bỏ sót ý mà chúng ta sẽ thấy bài viết của chúng ta trước tiên là rất là đầy đủ nhá. Trước tiên là thấy rất là đầy đủ. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình có này, tiếp theo nhá. Như sau ạ. Cũng như đá bờ sông, chúng ta bắt gặp một lần nữa sự hung bạo của con sông này qua quãng nơi mặt gành Hát Lóng. Đấy, vừa kết nối, đúng không? Kết nối với cái đoạn ở phía trên để làm cho bài viết không bị đứt gãy. Và nói đến cái ý số 2 ở đây là quãng mặt gành Hát Lóng. Ok chưa ạ? Nhá. Rồi, bây giờ chúng mình có này. Nguyễn Tuân tái hiện lại nêu dẫn chứng. Nêu dẫn chứng xong thì bình luận. Cũng sẽ có những thời điểm mình bình luận xong rồi mình mới nêu dẫn chứng nhá. Đây ạ, Nguyễn Tuân tái hiện quãng mặt gành Hát Lóng dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió cuồn gầy suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua quãng đấy. Ok chưa? Trích dẫn chứng ra, bắt đầu bình luận. Thủ pháp điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc được hỗ trợ bởi các thanh trắc liên tiếp đã tạo nên âm hưởng dữ dội, nhịp điệu khẩn trương vừa dồn dập như vừa xô vừa đẩy vừa hợp sức của gió, của sóng và đá, khiến cho cả gành sông như sôi lên, cuộn chảy dữ dằn, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Mình viết mình cũng gì ạ? Mình viết mình cũng theo đúng cái nhịp điệu của gì ạ? Mình viết mình cũng theo đúng cái nhịp điệu của cái câu ở phía trên luôn. Đấy, thế nên là các bạn ơi, một trong những cái điều mà chị thấy là rất là hay á, mà khá là ít các bạn làm được. Đó là đôi khi chúng ta sáng tạo những cái phần bài viết, nhưng mà những cái phần bài viết của chúng ta cũng cần phải có một cái gì ạ? Đó là một cái nhịp điệu. Được không ạ? Nếu như chúng ta viết được bài viết của chúng ta mà cũng có nhịp điệu để người ta thấy rằng là ồ, có những cái thời điểm mà nói về những cái dẫn chứng, bình luận về những cái dẫn chứng nó dồn dập, mình cũng viết bằng một giọng văn dồn dập. Khi nó êm dịu, mình cũng viết bằng cái sự dịu êm. Khi nó nhẹ nhàng, khi mà gì ạ? Khi mà căng thẳng, chúng ta cũng viết bằng những cái câu ngắn, sử dụng linh hoạt các cái dạng câu khác nhau để làm cho nó căng thẳng, kiểu vậy. Thế thì nếu mà làm được như vậy thì văn chương, những cái bài viết của các em không chỉ là đem đến nội dung, một cái sự bóc tách, mà nó còn là cả những cái cảm xúc. Và chị cho rằng đó là một cái đích rất xa mà chúng ta cần phải cố gắng để đi đến. Được không ạ? Đấy, bắt đầu chúng ta có nhé. Tác giả đã làm rõ sự nguy hiểm của con sông dữ dằn ấy, đó là sẵn sàng lấy đi tính mạng của bất cứ tay lái nào nếu khinh suất. Hình ảnh con sông Đà cuồng nộ dữ dằn như lúc nào cũng muốn tiêu diệt con người, sừng sững trong những trang văn của Nguyễn Tuân. Sông Đà, dòng sông Đà như những vị tướng được mẹ thiên nhiên giao nhiệm vụ bày binh bố trận. Được không ạ? Đá trên dòng sông Đà. Được không ạ? Chỉ trực chờ con mồi đến rồi vồ lấy bất cứ lúc nào. Không có từ nào trực tiếp tả gành đá, nhưng người đọc hình dung rõ diện mạo của sông. Quãng dài gành đá nổi trên mặt sông, nước mạnh xô gành tạo sóng dữ, sóng cuộn trào sinh ra gió thổi rít lên gùn ghè quanh năm suốt tháng. Con sông đến đây đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm của con người, và với nghệ thuật nhân hóa, con sông hiện lên mang dáng vẻ của một kẻ đòi nợ, một kẻ thú tính, một kẻ thù với tính khí thất thường, với khuôn mặt dữ dằn và tàn bạo. Nhà văn đã sử dụng biện pháp nhân hóa, đưa dòng sông vô tri ấy trở nên gần gũi với con người. Hắn ta đòi nợ vô duyên vô cớ, không bỏ sót một ai, ấy mới thấy hết được cái hung bạo của con sông Đà. Và sự kết hợp ngẫu nhiên hay có lựa chọn giữa những địa danh với đặc điểm của con sông Đà chỉ biết là khi Nguyễn Tuân tả luồng gió cùn ghè nơi mặt gành lại nằm đúng vị trí Hát Lóng, đọc tên địa danh mà cũng phải nén hơi uốn lưỡi như chính mình như chính mình vừa phải đi qua chỗ nước dữ với sóng, với đá, với gành thác của sông Đà. Ok chưa ạ? Đó, ví dụ là đoạn như vậy viết về mặt gành Hát Lóng nhá. Đoạn tiếp theo này, đây là đoạn nói về Quãng Tà Mường Vát với những cái hút nước. Các em ơi, ngày hôm nay sau khi mà chị Hiên chữa cái đề này, nếu như mà ngày mai mà gặp cái đề này, các em có tự tin làm được không? Ngày hôm nay được ở đây cùng chữa cái đề này, một lát nữa sẽ được tặng file tài liệu nữa, thì các em liệu có tự tin là mình sẽ làm được đề này không? Nếu tự tin thả tim chị Hiên xem nào. Nếu mà tự tin thả tim chị Hiên xem nào, chứ còn bình luận nhiều quá chị không đọc xuể luôn ấy. Các bạn ơi, các bạn có tự tin không? Chúng mình có tự tin là sẽ làm được không? Phải thế chứ. Rồi, rất nhiều tim bay dợp trời rồi đây. Thế chứ nhỉ? Chúc cho những bạn nào mà tham gia trong buổi ngày hôm nay và thả tim thật nhiều cho chị Hiên, thì nếu gặp đề này là sẽ đạt điểm tốt luôn nhá. Được không ạ? Rồi. Nãy em thử làm không dùng tài liệu xong lú luôn. Thế nào chứng tỏ là cái kiến thức nền của mình vẫn đang rất mông lung như một trò đùa, đúng không Long? Phải không em? Thế thì phải học kiến thức nền kỹ lại nhá, rõ ràng khoa học ra để mình ghi nhớ nó cho nó chắc chắn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có đoạn tiếp theo này. Đá dựng vách thành và nước trên sông Đà nguy hiểm biết bao, thì cái hút nước ở Quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La lại ghê rợn hơn nữa. Lại có một cái câu kết nối tiếp tục, đúng không ạ? Lại có một cái câu kết nối tiếp tục. Bắt đầu đây ạ, nước ở đây thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Đây là trích dẫn chứng nha thôi. Các cụm từ này, bình luận này, đây là phần bình luận này, các cụm từ thở, kêu, sặc, ạc ạc lên, rót dầu vào đã nói lên cường lực ghê gớm của những cái hút nước. Bằng vốn sống phong phú, bằng trí tưởng tượng sáng tạo, nhà văn đã tô đậm mức độ khủng khiếp của những hút nước qua hàng loạt các so sánh liên tưởng độc đáo. Ở quãng ấy, ta thấy được những cái bẫy ghê sợ chết người. Tức là mình sẽ làm rõ nội dung thông qua cái việc là mình đi từ nhận định ấy. Nhá, ok chưa ạ? Mình sẽ nói về nội dung thông qua việc là mình đi qua việc từ các cái biện pháp tu từ ấy. Từ cách mà nhà văn sử dụng từ ngữ ấy. Thế xong mình sẽ suy ra nội dung. Các em nhá. Rồi ạ, vẫn là nghệ thuật so sánh liên tưởng độc đáo kèm theo biện pháp nhân hóa. Nước biết thở và kêu, nghe đã đủ cho người đọc dùng mình. Nhưng Nguyễn Tuân không dừng lại ở đó, mà tiếp tục thử độ lì trong các giác quan của người đọc khi so sánh và liên tưởng với cái cửa cống cái bị sặc nước. Dòng nước chảy xiết, nó thở và kêu. Nhưng kêu như thế nào thì nhà văn lại tiếp tục tả những cái hút nước ở độ sâu. Đó, dẫn chứng. Hình ảnh sông Đà qua ngòi bút của Nguyễn Tuân có lẽ không chỉ làm cho người lái đò qua đây cảm thấy rùng rợn, mà chính người đọc cũng cảm thấy như mình vừa tự chèo thuyền qua quãng sông này. Thế nên khi chèo men qua vực nước sông Đà, cần phải chèo nhanh để lướt qua quãng sông, y như là ô tô sang số nhấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Cảm giác lạnh người và rợn tóc gáy vì câu văn tác động mạnh mẽ và trực cảm của người đọc. Những cái hút nước sông Đà qua dòng văn của Nguyễn Tuân mang dáng vẻ của loài thủy quái vừa đáng sợ vừa nguy hiểm. Nhưng những bộ phim tài liệu ghi lại về sự dữ dội của sông Đà cũng đã đưa ra những câu chuyện thật về dòng sông hung bạo này. Nhiều người trong chuyến hành trình lên thượng nguồn đã phải rất vất vả và can đảm để có thể vượt qua những cái hút nước chết người này. Được không ạ? Thế thì ở đây các bạn ơi, ở phần này nhá, các bạn hoàn toàn có thể viết thêm đấy. Đó là các em có thể phân tích vào cái chi tiết đó là ở trên này không có đoạn đấy, chưa đến cái đoạn mà anh bạn quay phim táo tợn, đúng không? Trích đoạn này không có, nếu chị nhớ không nhầm. Được không ạ? Đúng rồi, chưa đến cái đoạn đấy. Chưa đến cái đoạn nói về anh bạn quay phim. Đúng rồi, như thế này là đầy đủ rồi nhá. Chưa đến cái đoạn anh bạn quay phim đâu. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta đã cùng với nhau giải quyết cái yêu cầu chính xong, thì bây giờ là chúng ta sẽ giải quyết yêu cầu nâng cao thôi. Được không ạ? Đây, ví dụ, yêu cầu nâng cao của chúng ta là cái gì ạ? Đó chính là cái cách sử dụng từ ngữ của Nguyễn Tuân. Phải không? Sự tài hoa trong việc sử dụng từ ngữ của Nguyễn Tuân. Thế thì câu hỏi nâng cao, câu hỏi gì ạ? Phần yêu cầu nâng cao cứ hỏi gì thì tôi làm đấy thôi. Đúng chưa nào? Thì ở đây chúng mình sẽ có này. Đó chính là trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, Nguyễn Tuân luôn giữ quan niệm Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ sáng tạo. Đó, mình đưa ra như vậy. Thế xong rồi, mình đưa ra tức là ở đây là mình lựa chọn một cái nhận định phù hợp với cái yêu cầu phụ mà mình chuẩn bị viết. Thì có nghĩa là cái yêu cầu phụ là mình sẽ trình bày về cái sự tài hoa của Nguyễn Tuân trong việc sử dụng từ ngữ mà, đúng không? Thế thì ở đây thì mình sẽ làm cái điều đó. Tức là mình sẽ lựa chọn một cái trích dẫn mà nó phù hợp với cái điều đó. Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn có thể thấy là chị đã lựa chọn một cái trích dẫn. Và đây là một cái trích dẫn nói về cái việc sử dụng từ ngữ sáng tạo. Tức là Nguyễn Tuân quan niệm về cái việc ông ấy sử dụng từ ngữ như thế nào. Ok chưa ạ? Nhá, Nguyễn Tuân quan niệm về việc ông ấy sử dụng từ ngữ như thế nào. Thế sau đấy thì chúng ta mới bắt vào. Có thể thấy, với quan niệm sáng tạo này, Nguyễn Tuân đã tinh tế sử dụng những từ ngữ chính xác, vừa có giá trị gợi hình, vừa mang giá trị biểu cảm cao. Đó là một cái câu khẳng định. Được không ạ? Đó là một cái câu khẳng định luôn nhá. Bởi vì là các bạn thấy được rằng là người ta hỏi gì, đặc biệt trong yêu cầu nâng cao, người ta hỏi gì thì mình nên đưa ra những cái câu trả lời mà sát nhất với câu hỏi. Thì đây chính là câu trả lời cực kỳ sát với câu hỏi rồi, đúng không? Xong bắt đầu làm rõ hơn, viết theo kiểu như là diễn dịch á. Nêu ra một cái ý chính ấy, nhá. Nêu ra một cái ý chính xong rồi bắt đầu là làm rõ cho cái ý chính đấy. Đây, đó là thứ ngôn ngữ gợi lên những liên tưởng, tưởng tượng thú vị, độc đáo, gợi lên những rung cảm thẩm mỹ và đập mạnh vào mọi giác quan của bạn đọc. Đó, được không ạ? Ông dùng những từ ngữ miêu tả hình ảnh sống động, tức là làm rõ cái sự tài hoa của Nguyễn Tuân với việc sử dụng từ ngữ trong những cái trích đoạn ở phía trên mà, đúng không? Thế nên bây giờ là mình sẽ phải soi chiếu vào cái trích đoạn ở phía trên để mình xem là ok, mình khẳng định là cái việc sử dụng từ ngữ của ông Nguyễn Tuân ở đây là rất là thú vị, rất là độc đáo, gợi lên những rung cảm, đập mạnh vào giác quan của người đọc. Thì bây giờ mình phải chứng minh cho cái điều đấy chứ, đúng không? Thì ông dùng những từ ngữ miêu tả hình ảnh sống động như là dựng vách thành này, cái yết hầu này, cuồn cuộn luồng gió guồn ghè này. Và bên cạnh đó là những động từ như đòi nợ suýt, thở, kêu, ạc ạc, được ạc ạc lên, rót dầu sôi vào. Và từ đó đã giúp cho người đọc hình dung ra được rõ ràng về cái sự hùng vĩ, hung bạo của dòng sông này. Đó, mình làm rõ cái đấy nhá. Xong bắt đầu mình mở rộng và nâng cao cái vấn đề mà mình đang bàn luận lên nha. Thì ở đây mình sẽ có này, với Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân dường như mang đến một màu vị mới cho ngôn từ. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Mang tới một màu vị mới cho ngôn từ và khiến cho người đọc cảm thấy rất hứng thú, muốn dành nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm về những từ ngữ độc đáo ấy. Sau đấy thì mình sẽ khẳng định giống như kiểu là mình sẽ khẳng định về cái tài năng của người nghệ sĩ này ấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, bởi vì rõ ràng đây là cái khía cạnh để chúng ta làm rõ về gì ạ? Làm rõ về cái sáng tạo trong nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Vậy thì ở trong cái phần cuối này, khi mà chúng ta làm rõ yêu cầu nâng cao thì các bạn phải nêu ra được và tôn vinh được về cái tài năng của người nghệ sĩ này chứ. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái phần này để làm cái phần kết và chốt lại. Các em nhá, ok chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây này, đó chính là có thể thấy mỗi chữ Nguyễn Tuân đặt lên trang văn của mình là cả một quá trình sáng tạo công phu cẩn trọng. Ông lựa chọn ngôn từ một cách trau chuốt tỉ mỉ để làm nên những trang viết ấn tượng với độc giả. Và chính điều đó đã làm nên sự tài hoa của người nghệ sĩ trong việc sử dụng từ ngữ của mình. Và đây, dùng một cái đoạn thơ của nhà thơ người Nga Mayakovsky để khẳng định. Được không ạ? Đó chính là đúng như nhà thơ người Nga Mayakovsky có viết: phải phí tốn nghìn cân quặng chữ mới thu về một chữ mà thôi. Những chữ ấy làm cho rung động triệu trái tim trong hàng triệu năm dài. Đó, ví dụ như vậy nha. Thế xong rồi chúng mình sẽ tiến hành viết cái luận điểm, đó là đánh giá về đặc sắc nội dung, đặc sắc nghệ thuật. Và cuối cùng là mình sẽ kết bài, đúng không? Với thiên tùy bút Người lái đò sông Đà, đặc biệt là trích đoạn trên, thêm một lần nữa, người nghệ sĩ ấy đã cho chúng ta hiểu thêm về vẻ đẹp của con sông vùng đất Tây Bắc. Có ai đó đã từng nói rằng, văn chương trước hết phải là văn chương. Nếu chỉ sống sâu, sống tốt, thì nhà văn sẽ không được gọi là nhà văn. tác phẩm sẽ không được coi là tác phẩm văn học. Bên cạnh việc hòa mình vào thời đại và bắt kịp nhịp thở của cuộc sống, văn học đòi hỏi người viết phải có tài năng nghệ thuật. Nhà văn không thể bê nguyên si cuộc đời vào những trang viết, mà phải biến những trang viết thành cuộc đời bằng chính khả năng và sự trải nghiệm của mình. Và Nguyễn Tuân đã dùng cả cuộc đời cầm bút của mình để hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh ấy. Ông đã bước ra khỏi một thời vang bóng để kiên trì theo đuổi nghiệp viết, nhưng lựa chọn cái đẹp hòa nhập với cuộc đời. Đó là cái đẹp nơi thiên nhiên và cái đẹp từ cuộc sống lao động bình dị. Đọc Người Lái Đò Sông Đà, ta chợt nhận ra một tác phẩm nghệ thuật chân chính giống như một mầm cây tuyệt đẹp, hân hoan giữa nắng mai, nhảy múa dưới mưa rào, nở những bông hoa trên ngực trái, chứa chan tình yêu và khát vọng muôn đời. Ví dụ là như thế. Các em ơi, các bạn có thích bài văn này không? Chúng mình ơi, chúng mình có thích bài văn này không ạ? À, các bạn ơi, ba chủ đề chính của Nguyễn Tuân trước cách mạng thì sẽ là cái đẹp một thời vang bóng, chủ nghĩa xê dịch và đời sống trụy lạc em nhé. Còn sau cách mạng thì Nguyễn Tuân cũng viết về cái đẹp, nhưng bây giờ lại là cái đẹp về thiên nhiên và con người của hiện tại. Được không ạ? Đấy, một cái sự hòa nhập nhá, một cái sự hòa nhập với cuộc sống. Một cái sự hòa nhập là tìm thấy cái đẹp nơi gì ạ? Tìm thấy cái vẻ đẹp bình dị nơi những cái con người bình dị. Được không ạ? Nơi những cái con người ở hiện tại, chứ không phải tìm về cái vẻ đẹp của quá khứ một thời vang bóng nữa. Ok chưa nào? Thì đây chính là cái phần bài văn mà chị sẽ gửi tặng cho các bạn. Các bạn nhớ cáp lại màn hình và hãy nhớ rằng là khi mà các em tham gia khóa học 10 ngày chạy văn cùng chị, các em sẽ có một kho tài liệu siêu to khổng lồ để các bạn có thể tham khảo đấy. Vậy nên chị nghĩ rằng là gần 500 bạn đã tham gia cùng với chị trong buổi phát ngày hôm nay. Nếu như ở đây mà các bạn đang thực sự mong muốn đạt được cái số điểm 8+ hay 9+ văn, thì các em có thể đăng ký khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị để tổng ôn lại toàn bộ kiến thức nhé. Và chúng mình sẽ được tặng miễn phí 12 cuốn tài liệu. Đó là 12 cuốn tài liệu nội dung về 12 tác phẩm trọng tâm để chúng ta chuẩn bị cho câu 5 điểm đấy. Đấy, vậy nên là nếu như mà bạn nào mà vẫn chưa biết về khóa học này, hoặc nếu muốn tìm hiểu để bứt phá số điểm, thì chủ động nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Đây chính là bài văn mà ngày hôm nay chị đã chuẩn bị cho các bạn. Đương nhiên rồi, tối ngày mai chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục có thêm một bài văn nữa, và chị sẽ lựa chọn tiếp tục một đề nữa. Không biết là chúng mình đang quan tâm tới đề nào đấy ạ? Không biết là các em đang quan tâm tới đề nào không? Các em đang quan tâm tới tác phẩm nào đâu xem nào? Để chị xem là khảo sát ngày hôm nay, xem ngày mai các bạn muốn là về tác phẩm nào nào. Để chị lựa chọn những cái đề thật là hay, thật là sát để trúng tủ luôn nào. Các bạn ơi, các bạn muốn về tác phẩm nào đây? Chị đang xem khảo sát đây. Ok, sông Hương. Sông Hương, vợ chồng A Phủ, vợ nhặt sông Hương. Để xem nào, để tìm nào, vợ chồng A Phủ. Vợ chồng A Phủ nhiều lắm. Vợ chồng A Phủ nhiều lắm, mà sông Hương cũng nhiều luôn à. Ồ, thế thì đang không biết là nên gọi là gì ạ? Không biết là nên phát bài gì đấy. Cứ vợ chồng A Phủ với sông Hương là cứ đấu tranh nhau hoài à? Ok ạ. Rồi, vợ để sau đi chị ạ. Trời ơi, nhiều. Lại sông Đà tiếp đi chị ạ. Ôi trời, tại vì căn bản là các bạn cũng thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái trích đoạn ở trong các tác phẩm ký đúng không? Ok, vợ chồng A Phủ đi ạ. À, em thấy sông Hương khó lắm ạ. Rồi, ok. Nhất trí. Cả hai đi chị ơi. Rồi, ok ạ. Vậy thì chị sẽ xem xét nhá. Để chị sẽ xem xét rồi ngày mai chị sẽ lựa chọn một cái đề phù hợp với chúng mình nhá. Ok chưa nào? Ngày hôm nay rất là cảm ơn các bạn bởi vì đã tham gia cực kỳ nhiệt tình trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và đương nhiên rồi, chị sẽ cố gắng trong thời gian tới để chữa được nhiều đề nhất cùng với các bạn, để các bạn sẽ có một cái thời gian ôn tập thật là hiệu quả. Và nhớ là chia sẻ với người bạn của mình nếu như cảm thấy chị Hiên đã cung cấp cho chúng mình những kiến thức rất cần thiết nhá. Còn bây giờ thì dành thời gian để các bạn tìm hiểu thêm về khóa học 10 ngày và đăng ký này, để các bạn nhận cái tài liệu, file tài liệu miễn phí trong ngày hôm nay này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi ngày mai nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ ngủ thật là ngon nha. Bye bye!